Ảnh đế Lee Sung-kyun đột ngột qua đời khiến làng giải trí Hàn Quốc lẫn người hâm mộ không khỏi bàng hoàng đau xót. Sự ra đi bất ngờ của anh là một dấu hỏi lớn với nhiều người. Lee Sung-kyun rời cõi tạm ở tuổi 48 là tin tức chấn động không chỉ tại xứ Kim Chi mà còn trên toàn thế giới những ngày qua. Tài tử ký sinh trùng được tìm thấy trong ô tô khi đã ngừng thở, tại đây còn có vết tích của than củi. Anh cũng để lại thư cho vợ trước khi mất liên lạc. Sau khi Lee Sung-kyun qua đời, bên cạnh những lời tiếc thương, tưởng nhớ tài tử quá cố thì nhiều người còn đặt ra câu hỏi tại sao anh lại đưa ra lựa chọn như vậy. Đông đảo khán giả cũng không đồng tình với hướng cảnh sát điều tra về sự ra đi của ảnh đế. Trong một bài viết mới đây, tờ Sohu đã đặt ra một vấn đề, cái chết của Lee Sung-kyun có nhiều uẩn khúc. Bởi theo trang tin, việc nam tài tử bất ngờ rời cõi tạm vào thời điểm vụ án của anh còn chưa được điều tra rõ ràng và có kết luận cuối cùng là rất kỳ lạ. Nguồn tin chỉ ra điểm bất thường của vụ việc đó là trước khi qua đời, Lee Sung-kyun đã không ngừng phủ nhận làm đủ mọi cách để chứng minh anh vô tội trước cáo buộc sử dụng chất cấm. Chưa kể, nam diễn viên cũng tích cực phối hợp điều tra với cơ quan chức năng. Trong lần thứ 3 được triệu tập thẩm vấn vào ngày 23 tháng 12, tài tử ký sinh trùng vẫn tự tin phủ nhận mọi cáo buộc. Anh khẳng định mình bị lừa và yêu cầu được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Theo Sohu, điều này cho thấy Lee Sung-kyun hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với cuộc triệu tập lần thứ 4 từ cảnh sát, thậm chí chấp nhận sử dụng thiết bị công nghệ cao để chứng minh lời khai của mình là đúng sự thật. Chính những chi tiết này, tờ báo xứ Trung nghi vấn sau cuộc thẩm vấn lần 3 có thể Lee Sung-kyun đã phải chịu sức ép nào đó rất kinh khủng, vượt quá sức chịu đựng của bản thân nên mới dẫn đến hành vi bồng bột. Sohu hoài nghi sự ra đi của anh có liên quan đến giới tài phiệt Hàn Quốc và nam diễn viên này là quân cờ phải hy sinh để che giấu tội lỗi hoặc để bảo vệ danh tiếng của một nhân vật nào đó trong tầng lớp Chaebol. Việc làm đầu tiên của Lee Sung-kyun khi vướng bê bối là đưa vợ con ra nước ngoài. Có vẻ anh ấy đang cố bảo vệ, muốn gia đình mình tránh xa khỏi nguy hiểm. Tại sao Lee Sung-kyun lại làm như vậy? Có chăng một thế lực nào đó đã nhúng tay vào scandal của anh ấy? Sohu đặt nghi vấn. Nhân vật bị trang tin đưa vào diện tình nghi, can dự đến cái chết của ảnh đế là Hwan Hana. Bởi Lee Sung-kyun và nàng này đều được xác định có liên quan đến đường dây chất cấm tại các cơ sở giải trí, khu dân cư ở Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Không chỉ vậy, mạng xã hội xứ Kim Chi từng lan truyền tin đồn cả hai có quan hệ tình ái. Chính Hwan Hana là người đưa tài tử họ Lee vào con đường nghiện ngập không lối thoát. Hwan Hana có xuất thân thuộc tầng lớp Chaebol, là cháu gái duy nhất của nhà sáng lập, đồng thời là cựu chủ tịch danh dự của Namyang Dairy Products, một trong những tập đoàn sữa hàng đầu tại Hàn Quốc. Bên cạnh gốc gác tài phiệt của mình, cô còn được biết đến là vị hôn thê hụt của nam ca sĩ đời tư bê bối Park Yo Jun. Đáng nói, Hwan Hana có nhiều tiền án tiền sự về chất cấm. Theo Sohu, liên quan đến vụ án sử dụng chất cấm của tiểu thư tài phiệt này, từng xảy ra một người qua đời bí ẩn gây bàn tán trong dư luận. Cụ thể, năm 2020, một cư dân mạng từng tố cáo tiểu thư nhà tài phiệt hại chồng và cha mẹ của cô cũng có liên quan. Theo nguồn tin, chồng bí mật của Hwan Hana cũng nghiện ngập. Khi Hwan Hana bị bắt, người này đã chủ động ra đầu thú và cho biết sẽ giao nộp bằng chứng phạm tội cho cảnh sát. Tuy nhiên, sau khi được trả tự do tạm thời, người đàn ông đã bị ngã và qua đời. Sự ra đi của chồng tiểu thư khi đó được kết luận là tự kết thúc. Với những tình tiết kể trên, Sohu không khỏi nghi vấn liệu Hwan Hana và gia đình tài phiệt của cô có liên đới đến việc Lee Sung-kyun đột ngột ra đi hay không. Trùng hợp là họ đều đang dính dáng đến cùng một vụ án về chất cấm.